Bà con ơi, bà con trong toàn đất nước, bà con trong toàn đất nước. Lân ơi cứu nội, Lân ơi. À quên, nội ơi cứu Lân, nội ơi. Cứu Lân, nội ơi. Nội ơi đừng bỏ Lân mà nội. Nội ơi làm ơn đừng có bỏ Lân mà. Dạ xin chào mừng quý cô chú các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của em Thuận. Bữa nay để tiêu đề là hơi mang tính chất cà khịa chút xíu ha cô chú anh chị. Chắc cô chú anh chị nào theo dõi câu chuyện của nơi tự xưng là Thiền Am từ lâu thì chắc là biết cái câu hot trend này: cứu nội xin ơi, là cái câu mà được lan tỏa ở trên cộng đồng mạng, ở trên TikTok cũng có, ở trên YouTube cũng có, ở trên Facebook cũng có, vào khoảng là năm 2020 2021. Thời điểm đó thì Nguyễn Xin là một trong những cái người đầu tiên tiên phong trong cái câu chuyện mà vạch trần cái tà đạo Lê Tùng Vân thì ra ánh sáng. Thì cái nơi tự xưng mà Tỉnh Thất Bồng Lai này thì bị dư luận rất là phẫn nộ, ai cũng muốn dẹp bỏ hết. Mà thời điểm đó thì cũng nhiều cái lý do chủ quan và khách quan, như là đại dịch Covid-19 ập đến, và vô tình thì thầy ông nội là chưa bị xử lý, cho nên cái câu chuyện nó mới tồn đọng đến là 3 năm trời vẫn chưa dẹp bỏ cái gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ Tỉnh Thất Bồng Lai tự xưng. Thì ngày hôm nay thì em cũng mượn cái câu mà gọi là đã là hot trend thời điểm đó để là nói một cái câu như thế: cứu Lân nội ơi. Đó là cái sự thật đang diễn ra. Thực tế là ông Lê Tùng Vân là thân chủ của ông Lân ở trong cái vụ án 31 vừa qua. Nhưng mà thay vì là cứu thân chủ của mình thì bây giờ thì ông Lân phải lâm vào một cái tình trạng là tự cứu lấy mình. Là thân chủ của ổng thì ổng cứu không được, và ngược lại thì bản thân của ổng và các cộng sự đang lâm vào một cái thế vô cùng là nguy hiểm. Nói thẳng ra là đang thở oxy, vô cùng là nguy hiểm. Lo cho bản thân mình chưa xong thì làm sao lo cho thân chủ được, đúng không cô chú anh chị? Những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là dường như là luật sư Lân mất hoàn toàn kiểm soát khi mà trình bày những cái quan điểm của mình trên kênh YouTube của Lê Thanh Minh Tú, một người con của ông cụ Lê Tùng Vân. Thì luật sư Lân là hoàn toàn mất kiểm soát, không có kiểm soát được cái cảm xúc, cái chia sẻ, và có khi là ông ta nghe lại thì cũng không hiểu là mình đang nói về cái điều gì. Từ vụ án của Ali Baba, rồi vụ án của Tỉnh Thất Bồng Lai, rồi lái qua câu chuyện của cô Phương Hằng, chia sẻ không có đúng gì quy định của pháp luật hết, mà luật sư thì không có bằng chứng, không có chứng cứ, lại là đưa cái ý chí chủ quan của mình để là lý giải cái sự việc không có theo một cái quy định nào của pháp luật. Thì như vậy thì anh này đang trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Ngoài luật sư Lân thì còn có một tay luật sư khác cũng từng là bào chữa cho ông cụ Lê Tùng Vân, chủ cái ngôi nhà mà của cô chú anh chị vừa thấy, đó là cái nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì một luật sư khác cũng rơi vào tình trạng rất là nguy hiểm, đó là luật sư Đặng Đình Mạnh, người được xem là trưởng nhóm ở trong nhóm mà năm luật sư bào chữa cho ông cụ Lê Tùng Vân. Đó thì là nói sơ về cái trường hợp mà vì sao là em đặt cái tiêu đề ngày hôm nay là như vậy. Bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện gọi là hai cái nội dung mà cơ quan chức năng còn tồn đọng lại, hay đúng hơn là còn nợ lại, chưa có xử lý xong. Đó là cái nội dung về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và nội dung là tội lạng luân đối với lại ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì thưa với quý cô chú anh chị, hôm nay thì em Thuận cũng xin nói rõ, em Thuận cũng xin thông báo chính thức cho quý cô chú anh chị em, chúng ta không có phải là hoang mang hay là bị lung lay về cái tư tưởng trong cái câu chuyện này. Thì nói rõ về nội dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì cơ quan chức năng ở đây là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, đang là củng cố hồ sơ, và họ đi rất là nhiều nơi: Khánh Hòa,
cũng có, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, Hậu Giang cũng có, Cần Thơ cũng có, Bến Tre cũng có, rất là nhiều địa phương để là thu thập đầy đủ những cái chứng cứ củng cố hành vi phạm tội của đối tượng Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc và những cái người mà bị buộc tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong cái vụ việc này. Cơ quan làm lâu, làm kỹ lưỡng không phải là đồng nghĩa với việc là ông Lê Tùng Vân không có tội như những gì mà luật sư Lân thường hay chia sẻ trên cộng đồng mạng và được lan tỏa qua những cái kênh YouTube khác như là luật sư Trần Văn Sĩ, luật sư Thanh Trần, vân vân. Thì họ là những luật sư, họ đều là những luật sư hết. Ở đây thì chỉ có một luật sư là luật sư Hàn Ni là ít có chia sẻ về vụ việc này. Chỉ có thời điểm mà vụ diễn ra cái vụ 3-1 thời kỳ đầu thì luật sư Hàn Ni có 6 video clip để chia sẻ về cái sự việc của Thiền Am bên Bờ Vũ Trụ. Còn lại thì chỉ có luật sư Sĩ, luật sư Lân, các cộng sự của luật sư Lân trong vụ việc này là có liên quan đến cái sự việc mà cơ quan chức năng sẽ xem xét về các luật sư trong thời gian tới. Cơ quan chức năng cũng đã sắp hết cái thời hạn mà giải quyết cái tin báo này rồi. Như vậy thì ở đây có hai tình huống. Thứ nhất á, là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An buộc phải ra cái quyết định là không khởi tố hình sự đối với luật sư Đào Kim Lân, rồi đình chỉ về cái tin báo này, hoặc là trường hợp xấu nhất là sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam luật sư Đào Kim Lân trong trường hợp mà đủ căn cứ để là xác định là ông này có những cái dấu hiệu như trong cái thông báo này, là luật sư Đào Kim Lân đã phát tán trên không gian mạng những cái video clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Đây là thông báo của Bộ Công an nha cô chú anh chị. Cái tin báo của Bộ Công an và chị Long An chỉ là báo lại cho luật sư Lân biết là đang được phân công điều tra về những cái hành vi của luật sư Lân mà thôi. Nhưng mà ở đây thì có một tình huống thứ hai mà trước đây thì cô chú anh chị chưa từng được nghe, đúng không? Thì luật sư Lân và một số luật sư khác cũng như là một số YouTuber ở bên ấy á, thì họ có một cái luận điệu, họ cho rằng là luật sư Lân xúc phạm công an tỉnh Long An. Thì ở đây là tại sao là công an tỉnh Long An lại là đứng ra để là tiếp nhận tin báo và giải quyết cái sự việc này? Thì theo như những nội dung mà ông Lân xúc phạm ở trong cái những cái lời nói, bài viết, video clip của ổng á, thì những cơ quan bị xúc phạm, thứ nhất là công an huyện Đức Hòa, rồi chính quyền của tỉnh Long An nói chung, cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Long An, rồi một số cá nhân tổ chức khác. Nhưng ở đây là cơ quan thụ lý sự việc này là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, là độc lập đối với lại những cơ quan mà ông Lân xúc phạm. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là sự việc xảy ra, hành vi tội phạm xảy ra ở địa phương nào thì địa phương đó sẽ là tham gia thụ lý để giải quyết. Và thứ ba nữa là do Bộ Công an đã phân công cho công an tỉnh Long An để xử lý tin báo này, chứ không phải là do vấn đề ở đây là vi phạm về thẩm quyền điều tra. Tuy nhiên thì để cho đảm bảo cái tính khách quan, để cho đảm bảo mà về cái sự mà thuyết phục, gọi là vừa rồi thì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có nói rằng là mọi vụ án phải là xử lý nghiêm minh, thấu tình đạt lý. Đấy là nếu như muốn buộc tội luật sư Lân thì cũng phải là gọi là thuyết phục, thấu tình đạt lý. Cho nên là theo cái thông tin mà em Thuận nắm được chính xác khoảng là 90% á, thì các cơ quan cũng đang là xem xét lại vai trò của cơ quan tố tụng. Có nghĩa là có thể vụ án này sẽ được giao lại cho một cái địa phương thứ ba, tức là địa phương thứ hai, tức là không phải là tỉnh Long An, có thể là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một tỉnh khác, để là điều tra và xác minh tin báo cũng như là xử lý luật sư Đào Kim Lân này, và để cho nó mang tính chất là khách quan. Cái đó là em chỉ là thông tin là em nắm là như vậy. Tuy nhiên cái này là cũng là cơ quan cũng đang xem xét thôi, chứ chưa có gì gọi là chính thức ở đây hết nha cô chú anh chị, chưa có gì chính thức hết. Trên thực tế thì Long An vẫn đang xử lý và điều tra về vấn đề này. Như vậy thì mọi cái thông tin mà liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đào Kim Lân và các luật sư á, thì nếu như anh chị em cảm thấy là bức xúc vì cơ quan xử lý lâu, hoặc là bức xúc vì là ông ta hàng ngày lên mạng để dẫn dắt vi phạm pháp luật, thì có thể gửi về cho thứ nhất là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, thứ hai thì có thể gửi thẳng về cho
cơ quan cảnh sát hình sự của công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi địa phương mà ông Đào Kim Lân đang sinh sống và làm việc. Ở đây thì em thông báo cho cô Vinh chị được biết rõ vấn đề đó. Trở lại cái luận điệu của luật sư Đào Kim Lân và những cái YouTuber mà ủng hộ cho nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai á, sau khi mà cho rằng là công an gài bẫy bắt giữ người trái phép thì không những luật sư Lân mà còn rất rất là nhiều. Đây thì em Thuận cũng không tiện công khai ha, tại vì nó liên quan đến nhiều người. Họ làm một loạt đơn, đây một sách tài liệu luôn cô chú anh chị, một loạt đơn gọi là cầu cứu sự việc ra trung ương, chia làm nhiều nhóm, nhiều người và thưa nhiều nội dung khác nhau. Ở trong đó có ha, có 5 nội dung đáng lưu ý, thì bây giờ em nói trước 5 nội dung nha. Thứ nhất á, là họ tố cáo luật sư Trần Quốc Vũ về hành vi là xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục nhân phẩm của Bùi Ngọc Châm. Họ gửi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, họ gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một số cái cơ quan ở ngoài đó nữa thì em cũng rành, em nhớ là 2 cơ quan đó. Và họ nội dung thứ hai là tố cáo về cái sự việc gọi là chiếm giữ trái phép 210 lượng vàng của nhà ông Lê Tùng Vân, hộ bà Cao Thị Cúc. Và nội dung nữa là tố cáo công an huyện Đức Hòa bắt giữ người trái phép, khám xét cơ thể Bùi Ngọc Châm. Trong đó thì cái mô tả thì em đọc một cái đoạn cho cô chú anh chị nghe ha. Đây, trong cái đoạn của họ thì họ có ghi rõ là 13 giờ có một cái ngày 7 tháng 1 2022, thì có một nhóm công an huyện Đức Hòa khám đưa cô Châm vào phòng khám, bác sĩ giới tính nam, một y tá giới tính nữ đeo khẩu trang. Họ yêu cầu cởi quần áo để khám thân thể, cô Châm không đồng ý, liền bị nhóm công an huyện đưa lên bệnh viện chửi bới và xúc phạm. Cô Châm vẫn không đồng ý, liền bị một người giới tính nữ trong nhóm công an đưa lên bệnh viện cho biết sẽ cưỡng bức bằng vũ lực. Vẫn không đồng ý, cuối cùng cô y tá và người giới tính nữ tiến đến lột quần áo của cô Châm. Cô Châm chống cự, liền bị hai người công an giới tính nam kết hợp với người giới tính nữ đè cô Châm xuống. Bác sĩ giới tính nam cho biết cô Châm mà còn vùng vẫy nữa là sẽ rất đau. Họ đã khám vào vùng kín của cô Châm, mở ngoặc âm hộ, phẩy âm đạo, đóng ngoặc khoảng 10 phút và sờ nắng vào ngực của cô Châm. Đấy, thì đây là một cái đoạn trong cái đó. Thì em xin khẳng định 100% là những cái sự việc mà những cái con người này phản ánh trong đơn này là hoàn toàn là bịa đặt. Không có công an nào mà cưỡng bức, không có công an nào mà đè người như thế hết. Tất cả mọi cái việc khám xét cơ thể để là xác định là cô ấy có con hay không thì đều được trên cơ sở là tự nguyện của chính chủ, của đương sự, và không hề có một cái sự chống cự hay không hề có một cái sự gọi là khiếu nại, tố cáo gì của cô Châm về những sự việc đó hết. Hoàn toàn là bịa đặt. Và những người mà kích động người dân không để là tố giác hàng loạt những nội dung như thế này thì đây là có cái dấu hiệu vi phạm rất là nghiêm trọng về cái sự việc là vu khống cho công an. Đấy là 3 cái nội dung tố cáo đầu tiên. Và em nói thêm 2 cái nội dung nữa. Thứ nhất á, là họ tố cáo ông Võ Văn Thắng là xâm phạm gia cư, rồi cái gì có những hành vi không đúng đối với lại Diễm My. Nhưng mà ngược lại là cũng trong nội dung của đơn đó luôn thì họ lại tố là cô Diễm My là vu khống cho ông Thắng, vu khống cho chính quyền. Thì cái này thì em phải hỏi lại cái người luật sư tư vấn để cho họ làm đơn á nha. Em nhắc lại nha cô chú anh chị, đây là một cái em không hiểu là họ đang làm cái trò gì nữa. Tức là trong cùng một nội dung tố cáo và họ tố cáo ông Thắng là xâm hại Diễm My, nhưng đồng thời họ cũng tố cáo luôn là Diễm My vu khống cho ông Thắng. Vậy cuối cùng họ tố cáo ai đây? Đấy, cuối cùng là họ tố cáo Diễm My hay là tố cáo cha của Diễm My? Thì cuối cùng là tóm lại là một cái hành vi mà gọi là tố cáo, tố giác tội phạm mang tính chất là phá hoại, kéo dài cái thời gian của vụ việc ra, làm cho cơ quan chức năng bị sách nhiễu. Cô chú anh chị thấy không? Vừa thưa ông Võ Văn Thắng xâm phạm về thân thể của cô Diễm My, vừa thưa cô Diễm My là vu khống ông Thắng. Thì cuối cùng là sao đây? Đấy, cô chú anh chị trả lời giúp em coi. Và trong nội dung đó thì tất nhiên là cũng tố cáo cô Diễm My là vu khống công an huyện Đức Hòa, vân vân. Và cái ý đồ của họ là muốn cơ quan là triệu tập cô Diễm My tính đến tòa hay là bắt cô Diễm My gì đó để là tìm được cô Diễm My. Tin buồn là tới thời điểm này thì cũng chưa có cơ quan nào
tìm được cô Diễm My, mặc dù là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thì cả hai địa phương cùng truy tìm cô Diễm My nhưng tới đây vẫn là chưa có tung tích. Một người phụ nữ được xem là nạn nhân trong cái sự việc chưa tìm được, nhưng mà lại bị một nhóm người lợi dụng, vừa tố cáo cha của cô ấy mà vừa tố cáo cô ấy luôn. Nếu mà họ nói là họ mến, họ thương Diễm My thì họ lại muốn đưa Diễm My đi tù, thì cái điều này là như thế nào? Hiện tại thì những cái đơn đó đang nằm ở trên cơ quan chức năng của huyện Hòa và tỉnh Long An. Về cái sự việc mà gọi là xâm phạm gia cư bất hợp pháp á, thì công an huyện Đức Hòa cũng có cái văn bản chính thức gửi cho phía luật sư của Thiền Nga Minh Bà Vũ Trụ lúc trước, để nhóm luật sư hồi xưa á, chứ không phải nhóm luật sư bây giờ nha. Nhóm luật sư hồi xưa á, thì cũng có nói rất là rõ ràng là về cái ý thức chủ quan của ông Võ Văn Thắng, là mục đích là đi tìm Võ Thị Diễm My, không có ý định xâm phạm, nên là không đủ cơ sở để xử lý ông Thắng, bà Mai, bà Châu Vinh Hóa cùng với những người đi chung về tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo quy định tại điều 158 Bộ luật Hình sự. Như vậy là để cấu thành hành vi tội phạm thì phải là bốn mặt: khách quan, chủ quan, khách thể và chủ thể. Tuy nhiên thì ở đây thì xét theo ý thức chủ quan của ông Võ Văn Thắng thì ông ta không có phải là muốn cố ý thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật, mà xuất phát điểm là từ là con gái người ta đang học đại học, thì cái ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại đây dụ dỗ cô bé này vô trong đây để là mang nó chất lại tu hành thì làm ni cô này ở đó. Nhưng mà cô chính chị biết là họ tu hay không thì qua thời gian vừa qua thì chúng ta hiểu rõ rồi. Đây sẵn thì cũng giải oan cho anh Vũ chút xíu. Ở đây thì em có đang có trên tay em thì đang có cái thông tin giải quyết của anh Trần Quốc Vũ, rất là nhiều văn bản về anh Trần Quốc Vũ. Thì về cái sự việc của anh Trần Quốc Vũ á, khi mà công bố ra sự việc này, em nghĩ rằng là tất cả những người mà ủng hộ bên phía thì Nga Minh Bờ Vũ Trụ là phải nợ anh Trần Quốc Vũ một lời xin lỗi. Tại vì ảnh không có vu khống, ảnh không có một cái nội dung nào mà gọi là vu khống, không có bịa chuyện, không có dựng chuyện hay là không có lừa gạt ai, mà cũng không có xúc phạm gì cô Trâm cả. Hoàn toàn là họ dựng chuyện lên và họ hại anh Trần Quốc Vũ. Họ tố cáo để cho anh Vũ đến cơ quan này, cơ quan kia đủ thứ hết, làm ảnh hưởng đến công chuyện của ảnh. Đấy. Và hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra quận Gò Vấp cũng đang thụ lý vụ việc này. Em thì không có công bố ở đây, nhưng mà em chỉ nói cô chú anh chị là anh Trần Quốc Vũ là bị oan. Đấy, là như vậy thôi. Còn họ nói rằng là anh Vũ là vu khống cô Trâm, đúng không? Họ cứ đến cơ quan mà làm việc, cơ quan mời lên làm việc thì không lên, mà lại đi lên mạng vu khống cho anh Trần Quốc Vũ. Thì sau này khi sự việc công bố ra rồi thì tất cả những người ủng hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai, em cam đoan với cô chú anh chị luôn, kể cả cái ông gì mà giấu mặt á, ông Mộc, ông Củi gì đó, ông giấu mặt á, đều phải xin lỗi ông Trần Quốc Vũ hết. Em chỉ nói như vậy. Còn sự việc như thế nào em không công khai được. Đây là cái nội dung mà họ vu khống cho cơ quan chính quyền là gọi là chiếm đoạt 210 lượng vàng của ông Tùng Vân. Đấy. Họ báo rằng là cái gói đựng tiền 210 lượng vàng của ông Lê Tùng Vân bị công an tịch thu, không báo cho ông Lê Tùng Vân được biết. Bóp đựng tiền chứng minh nhân dân của cô Trâm, cô Duyên, giấy phép lái xe, hộ chiếu và cái giấy tờ khác là tổng cộng là 7.8 triệu trong bóp bị họ lấy đi mà không có biên bản để lại. Đây là một sự vu khống rất là trắng trợn cho cơ quan chức năng. Hãy nói rằng là khi mà tiếp cận với những cái hồ sơ mà mang tính chất là chi tiết như thế này thì em chỉ còn biết rằng nó thật là 10 ông thầy phục em cũng không bằng một ông Lân. Nhưng cô chú anh chị, 10 ông thầy phục của em cũng không thể nào mà có thể mà hoàn hảo đến mức mà tư vấn ra những cái thân chủ của họ mà có thể đi thưa kiện rồi làm đơn như thế này. Nó thẳng ra là em bây giờ em đã hiểu tại sao ông Phục lúc nào cũng nói rằng đụng tới ai thì đụng, chứ đừng có đụng tới anh Lân, đừng có đụng đến cô bé quận 12. Thì em hiểu rồi đó. Hôm nay thì sự việc nó đã quá rõ ràng. Khi đụng chuyện thì họ lên họ bảo vệ nhau. Thời điểm mà khi mà cái văn bản về việc là tin báo tội phạm từ Bộ Công an xuống tỉnh Long An á, thì chị Thanh Trần chỉ lên chỉ bảo vệ cho anh Đào Kim Lân hết mình luôn. Cô chính chị thấy không? Còn bây giờ khi mà luật sư Thanh Trần đang bị cô Diệp và rất là nhiều người, rất là nhiều người luôn đứng lên để vạch mặt bà Thanh Trần ngay và luôn,
cái nhóm luật sư như bao gồm Lân và những người kia bây giờ lên bảo vệ thì bại lộ. Họ nhờ Như Quỳnh bên nước ngoài. Thấy không? Như Quỳnh lên thì là nói rằng là Thanh Trần là đúng, công an sai. Cô chính chị thấy chưa? Cho nên là em nói ở đây là họ là một khối thống nhất, làm bộ trước mặt chửi nhau, chửi qua chửi lại. Cuối cùng thì Mạnh Thường Quân là người bị lừa. Bên này thì bơm tiền cho bên này lên chửi bên kia. Giống như là ở đây thì mình nói có thể đụng chạm, nhưng mà cũng phải kêu thẳng Mạnh Thường Quân ra luôn. Ví dụ như cô Lụa, ví dụ như cô Tố Nga đó, là những người nghĩ là bên này chống bên kia, bơm tiền cho bên này đó, bên này chửi bên này. Rồi cái nhóm Mạnh Thường Quân ở bên nhóm của Tiến Dũng cũng bơm tiền về cho Thanh Trần. Tưởng đâu Thanh Trần chống lại đa đề này kia, chống cái con khỉ họ. Nó là một ruột với nhau hết. Khi đụng chuyện mới biết rằng là tụi nó bắt tay đằng sau lưng, để đi đêm với nhau đằng sau hết. Em nói thẳng là như vậy luôn. Và tất cả Mạnh Thường Quân là nạn nhân của các luật sư mà tham gia ở trong cái sự việc mà gọi là ủng hộ cho nơi tự xưng tự thú online này. Không có luật sư nào mà đi ủng hộ cho tà đạo, không có luật sư nào mà đi chống chính quyền hết. Khi mà quyết định tham gia vào cái con đường gọi là chống phá lại chính quyền, thì cái tư cách luật sư của họ đã bị coi như là họ đã tự làm ô danh chính họ rồi. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà con người nào mà gọi là luật sư mà gọi là đi ngược lại với đường lối chính sách của đảng và nhà nước hết. Họ thể hiện ra bên ngoài là họ rất là thượng tôn pháp luật, lúc nào chúng tôi thượng tôn pháp luật hết. Nhưng mà hồi mà cơ quan chính quyền xử lý cái bọn tà am này thì hết ông Lân, rồi hết bà Hồng Thanh, rồi hết ông Đặng Đình Mạnh, rồi nguyên một nhóm họ. Họ chống đối lại chính quyền một cách công khai luôn. Thậm chí là ngay tại nơi đây, tại con hẻm này nè. Đây, ngay tại con hẻm đây, cô xuống thì có thể xuống đây hỏi người dân thử coi. Đó, cơ quan chính quyền người ta xuống đây để người ta lấy mẫu ADN. Năm luật sư kéo tới đây quậy chính quyền luôn. Video clip còn đó. Em nói đúng hay sai, xuống đây hỏi người dân có phải là hôm đó có năm ông bà luật sư vô đây để phá không cho công an làm không? Đấy. Mình nói ở đây là thật sự là cũng thể hiện một sự rất là bức xúc trước những người mà gọi là có bằng cấp luật sư. Mấy anh là luật sư, mấy anh cãi cho thân chủ của mấy anh thôi. Tại sao lại lên mạng xã hội và thậm chí là còn quay phim trực tiếp lại quậy công an cũng quay lại hết luôn. Người dân đây người ta rất là bức xúc nha cô chú anh chị. Đó, thì bữa nay em cũng trình bày một số thông tin. À, sắp tới ít nhất là 5 em sẽ lên vũ trụ luôn. À, bây giờ thì con nhắc lại một lần nữa nè, thầy ông nội ơi. Thầy ông nội làm sao cứu anh Lân đi. Dù sao anh Lân ảnh cũng lên mạng, ảnh tôn vinh thầy ông nội là thầy, đúng không? Cũng tôn vinh mấy con gái của thầy là cô, tôn vinh mấy cháu bé là chú Tiểu. À, tôn vinh hết tất cả nguyên cái hộ đó là tu hành, là người trong sạch, là người hốc lạc luân, không lừa đảo. Nói chung là thầy ông nội á, thầy làm gì sai, thầy loạn luân, thầy lừa đảo cái gì á. Ông có hay không thì ông Lân ổng không cần biết. Cứ hễ ai nói xấu thầy ông nội là ông Lân lên ổng chửi, ổng bèm người đó ra, ổng đe đầu người đó ca chửi. Bất kể là cho dù là công an luôn, ổng cũng chửi luôn. Như vậy thì ông thầy ông nội này là phải là cứu anh Lân đi chứ. Nội ơi, cứu Lân nội ơi. Em nói thiệt cô chú anh chị chứ, em không thể tưởng tượng được ra là những luật sư đó lại tư vấn cho người dân làm đơn như thế. Mà họ còn dám đi lên trên mạng nói rằng là đơn đó làm đúng nữa. Ông Đào Kim Lân, cách đây 2 bữa ông lên trên mạng, ông nói những cái đơn đó là đúng đúng không? Tôi thách ông. Ông công khai ra giùm một cái coi. Đây, công khai ra cái nội dung này cho tôi. Đây. Tôi thách ông Đào Kim Lân, tôi thách luật sư Trần Thị Hồng Thanh trưng ra những chứng cứ này. Đây. Cô Trâm bị người giới tính nữ cho biết sẽ cưỡng bức bằng vũ lực. Cô không đồng ý. Đó, và ông phải trưng ra video clip đàng hoàng nha, để cho cộng đồng thấy nha. Cô y tá và người giới tính nữ tiến đến lột quần áo của cô Trâm. Cô Trâm chống cự là liền bị hai người công an giới tính nam kết hợp với người giới tính nữ đè cô Trâm xuống. À, bác sĩ giới tính nam cho biết cô Trâm mà còn vùng vẫy nữa sẽ rất đau. Họ đã khám vào vùng kín của cô. Đó, còn mở ngoặc nói rõ là âm hộ, âm đạo. Khoảng 10 phút và sờ nắng vào ngực của cô Trâm. Phải có video clip, phải chứng cứ đầy đủ nha. Chứ còn nếu mà nói khơi khơi như vậy về trên đơn tố cáo mà để cho người dân người ta làm vậy thì tôi nghĩ rằng là không đúng đó. Và vì thế là em cũng nói với cô Diệp rồi, cô biết thì cô đi thưa, chứ cô thưa những nội dung như thế đó cô chú anh chị. Cô Đậu Thị Ngọc Diệp ở Biên Hòa cổ thưa những nội dung như vậy đó. Thử hỏi xem mà em nói, em khuyên cô Diệp là rút lại đơn là đúng hay sai. Ở đây không có đe dọa ai cả, nhưng mà mình biết thì mình thẳng thưa. Còn mình không chứng kiến, mình không có nội dung đó, không có chứng cứ gì hết,
mà lại đi tố cáo công an, vu khống cho người ta, vu khống cho các anh em chiến sĩ công an tại huyện Đức Hòa. Như vậy là có đúng hay không? Thì tôi thách luôn luật sư Thanh Trần và luật sư Đào Kim Lân đưa ra những chứng cứ đó, chiếu công khai lên cho cộng đồng thấy những video clip mà công an đã là sờ nắng ngực hay là cái gì đó, đè cô Trâm xuống hay là lột quần lột đồ hay cái gì đó. Đấy, đưa ra. Còn nếu không đưa được thì tôi cũng không biết như thế nào. Và ký tên ở bên dưới này là có Nguyễn Hồng Sơn và Hồng Thanh dưới đây luôn đầy đủ ha. Đó, thì tôi không biết. Cứ tự ý thức, ai ký tên thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái nội dung mà thưa gửi của mình. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn nhắc lại cái sự việc mà vì sao họ lại là vừa thưa ông Thắng mà vừa thưa Diễm My. Đáng lẽ ra là họ đứng về phe Diễm My, họ thưa ông Thắng, thì họ phải công nhận những cái việc làm là giống như là ông Thắng có loạn luân hay là có hiếp dâm Diễm My gì đó, họ dám đề vô đơn như vậy. Mà ngược lại là họ lại thưa Diễm My là vu khống ông Thắng. Ủa vậy là sao? Pháp luật là chỉ có đúng hoặc sai, chỉ có hoặc là không, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là nếu như. Trong đơn mà còn lý luận nữa, trong đơn họ lý luận là nếu như ông Thắng sai thì xử lý ông Thắng, còn nếu như Diễm My sai thì xử lý Diễm My. Đơn mà lại nếu như với lại thì là tôi mà tôi nghe chữ nếu như với hình như là tôi biết ai viết cái đơn đó rồi. Cô chú anh chị biết ai bình luận cho em đi. Ai viết? Luật sư nào tư vấn cho cái việc mà gọi là trong đơn mà gọi là nếu như với hình như trong đơn? Không có nếu như, không có hình như được. Đơn tố cáo là chỉ có xảy ra hành vi vi phạm pháp luật thì chúng ta mới tố giác tội phạm, chứ không có cái chuyện mà gọi là không biết sự việc nó như thế nào, không biết ông Thắng có hiếp dâm Diễm My hay không, không biết Diễm My có vu khống trong Thắng hay không, mà lại đi vô ghi trong đơn để là nếu như và hình như. Và trong cái đơn mà gọi là vu khống cho công an huyện Đức Hòa, cái vấn đề mà khám quần kính, cái vấn đề mà sờ nắng ngực như vậy là xúc phạm công an nặng nề. Những người mà làm đơn tố cáo đó là đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật hết, kể cả cô Diệp. Cô có rút lại đơn đi nữa thì cũng chưa chắc gì cô đã không có tội nữa. Hên á là có động thái là tự nguyện rút đơn lại, nhưng mà chưa chắc gì đã không bị xử lý nữa. Cơ quan cũng mới tiếp nhận là cái yêu cầu là xin rút đơn thôi, chứ cũng chưa có ý kiến là xử phạt hành chính hay không, hay là cái sẽ là xử tội hay không. Tùy theo nội dung của lá đơn, nguyên một nội dung của lá đơn là vu khống cho luật sư Trần Quốc Vũ, vu khống cho công an tỉnh Long An, vu khống cho công an của huyện Đức Hòa, đủ thứ nội dung như vậy thì thôi. Tôi nói thiệt luôn cô chú anh chị, nếu như biết á thì nói, nếu như có bằng chứng thì hãy đi thưa gửi, còn không có bằng chứng, không có một cái gì hết trong tay hết mà dám đi thưa công an là lột đồ, là sờ nắng ngực, là khám bụng kính. Tôi nghĩ rằng là những người này đã bị các luật sư mà như ông Lân, như bà Thanh Trần lừa đảo một cách trắng trợn, họ lừa dối người dân như vậy. Thì mong rằng chính quyền hay là xem xét xử lý nghiêm, đầu tiên là các luật sư trước, sau đó là mới đến các youtuber ai vua ăn theo. Thì dù sao thì họ cũng là kiếm tiền thôi, cho nên là cái mức độ của họ thì tôi cũng không chấp nhất gì. Tôi chỉ ý kiến cơ quan chức năng về cái trường hợp của ông Lân, cô chú anh chị thấy đúng không, và Thanh Trần nữa. Cho nên là những gì mà cô Diệp vừa mới trình bày trên kênh của Đạt Long An vừa hôm qua hôm kia gì đó là cổ hoàn toàn có cái lý của cổ. Cái đó không phải là dối đâu cô chú anh chị. À, những cái người khác thì có thể là họ, cái ý thức của họ chưa đúng, hoặc là họ còn tin ông Đào Kim Lân, hoặc họ còn tin ông bà Thanh Trần, vân vân. Nhưng mà riêng cô Diệp thì thôi nghĩ rằng là khi mà làm việc trực tiếp với công an rồi thì khó khả năng mà có thể nói rằng là muốn đi đường nào, muốn đi 2-3 hàng gì đó, càng đi mấy hàng á, công an lưu hồ sơ ở đó, bà mà không đàng hoàng xử lý bả luôn, kể cả bà Diệp luôn, ở đây tôi nói thẳng luôn, nếu như không đàng hoàng là cơ quan cũng xem xét xử lý luôn. Thì làm gì có cái chuyện mà gọi là lừa được công an. Cô chú chị nghĩ đi, đúng không? À, ở đây thì em nói cho cô chú chị là em đang có mặt ở tại nơi Tự Xưng, tỉnh Thất Bồng Lai. Thì ở đây thì hôm nay thu thập được rất là nhiều cái tài liệu. Em nghĩ rằng là tới đây thì cũng đã đủ đầy đủ chứng cứ chứng minh những cái hành vi vi phạm pháp luật. Và nó rất là rõ ràng của một số luật sư tham gia bào chữa trong cái vụ 3-1. Và một số người mà tự xưng là luật sư khác nữa, bao gồm là ông Hồng Sơn, youtuber Thanh Trần, vân vân. Đây là một cái ổ nhóm mà họ kích động người dân đó, đi lên trên mạng nói xấu chính quyền, bình luận chia sẻ những thông tin không đúng sự thật về cơ quan công an tỉnh Long An, bôi nhọ chính quyền công khai, và thậm chí là làm một đám đơn tố giác tố cáo tùm lum hết. Khi bạn tố cáo người nào đó, bạn làm đơn tố giác tội phạm, nếu như đúng là có hành vi thì đó là giúp đỡ cho xã hội. Còn bạn đi tố cáo sai, bạn thưa gửi, bạn làm phiền cơ quan chức năng,
mà nội dung của bạn hoàn toàn không có căn cứ gì hết. Tôi dám chắc luôn á. Và một lần nữa đây, tôi đứng trước đây nè, tôi thách luôn, là nói chung là thách luôn tất cả các luật sư tham gia bào chữa cho ông Vân, và thách luôn Thanh Trần Nguyễn Hồng Sơn. Còn Trần Văn Sĩ vô tù rồi nên tôi không thách được. Bà Hàn Ni với Trần Văn Sĩ đi rồi cho nên mình không nói đó. Những người mà còn đang ở ngoài đó, tôi thách tất cả những người đó trưng ra bằng chứng là cô Bùi Ngọc Trâm bị khám xét cơ thể trái phép. Video ở đâu, ai lột quần áo, ai khám vô vùng âm hộ, ai gọi là đè xuống hay là lột đồ hay là cưỡng chế hay là như thế nào đó, quát tháo gì đó, cung cấp bằng chứng ra. Đừng có nói cái miệng như vậy rồi lừa gạt dân chúng và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, trong khi người dân ở đây thì người ta không có thấy hành vi đó luôn. Và ở bệnh viện Hậu Nghĩa thì cái cuộc khám xét cơ thể hay là khám bệnh phụ khoa hay gì đó, nếu có thì nó cũng là trên cái cơ sở tự nguyện, không có chuyện gọi là cưỡng bức gì ở đây cả. Thống kê lại những cái hành vi, thứ nhất là họ lên mạng tạo lập những cái kênh YouTube, kể cả năm luật sư và kể cả Thanh Trần luôn, và kể cả là Trần Đình Thu nữa đó, và một YouTuber khác bị lôi kéo theo là bà Lan Thị Lúa đó. Đó là những cái người mà gọi là tạo lập những kênh YouTube xúc phạm cơ quan chính quyền tại huyện Đức Hòa và công an tỉnh Long An, và một số cá nhân khác như là thầy Thích Nhật Từ, luật sư Trần Quốc Vũ, ông Thắng, bà Mai, vân vân. Đó là họ xúc phạm rất là nhiều người, nhiều cá nhân tổ chức, đầy đủ dấu hiệu với vấn đề về 331 ở đây. Thứ hai á, là họ kích động, bản thân của họ có gửi và họ kích động người dân gửi đơn tố giác tội phạm, tố cáo, kiến nghị, báo cáo, vân vân, trái pháp luật, không có bằng chứng, gửi đến cho các cơ quan. Họ cho rằng là những cái chứng cứ họ gửi là đúng, nhưng mà hoàn toàn là bịa đặt, dựng chuyện, xúc phạm các cơ quan chức năng tại tỉnh Long An rất là nặng nề luôn. Thử coi, một người bình thường thôi mà vu khống là người ta lột đồ một cô gái nào đó thôi nó đã sai rồi, đằng này họ vu khống cho công an làm cái chuyện đồi bại như vậy, thì cô chính chị nghĩ sao đó. Bây giờ tôi không có trách gì nạn nhân ở đây, mà cho theo họ nói rằng là nạn nhân đó là cô Bùi Ngọc Trâm, thì cái cô này không hề có một cái thiếu đại tố cáo gì cơ quan hết, không có tố cáo gì cơ quan, cũng chẳng có một cái đơn từ nào hết trơn hết. Nhưng mà ở đây thì lại rất là nhiều người ở đây đó, lợi dụng cái câu chuyện này là họ gọi là sao, xuyên tạc, họ vu khống cho công an làm những cái hành vi đồi bại với cô đấy. Thì cô chú anh chị suy nghĩ lại coi, bây giờ bản thân chính chủ của cô Trâm nói như thế nào đó là chuyện hạ hồi phân giải, đúng không? Chúng ta chưa có chứng cứ là cô ấy có nói, cho nên là ở đây thì Thuận vẫn là dựa trên nguyên tắc là không có chụp mũ, không có quy kết cho ai. Nhưng ở đây là những người này họ gọi là thế thiên hành đạo, gọi là mượn danh gọi là bảo vệ cho cô Trâm, nhưng mà bị chuyện ra, dựng chuyện ra, gọi là nói là công an là lột đồ, là đè cô này xuống, khám cơ thể, khám trinh, đủ thứ hết. Trời ơi, thậm chí là còn đặt cái mũi giả thuyết là còn sờ nắng vào ngực nữa. Ở đây là bác sĩ giới tính nam nha, sờ nắng vào ngực của cô Trâm nha, kinh khủng không? Đặt chuyện, dựng chuyện như thế thì cô chứ chị nghĩ sao ạ? Cô chứ chị nghĩ sao? Bây giờ vu khống em làm cái chuyện đó thôi là em đúng thưa lúc cán rồi, chứ đừng nói rằng là nó là công an mà vu khống cho họ làm cái việc đó với một cô phụ nữ như vậy. Cô chú anh chị thấy vô lý không? Một người đàn ông bình thường thôi bị vu khống như vậy thôi là thấy không được rồi. Đằng này là vu khống cho bác sĩ, vu khống cho công an, làm cái việc đồi bại là lột đồ con gái nhà người ta, khám dùng kính, bóp ngực đó, đủ thứ hết, kinh khủng quá. Em nói thiệt, làm sao có thể tưởng tượng ra đầu óc của những người này, họ tưởng tượng ra được một cái dựng chuyện, ra một cái câu chuyện mà không có thật luôn. Thực sự mà nói rằng là em rất là phẫn nộ trước những cái lá đơn này, chứ không phải là mình binh cô Ngọc Diệp nha cô chú anh chị. Ở đây là mình không binh cô Ngọc Diệp, cô Ngọc Diệp hồ đồ vì là tin vào luật sư Thanh Trần thì mình không nói rồi. Còn những người như luật sư Thanh Trần hay luật sư Lân tư vấn cho những người này như thế nào, mà tại sao lại có những cái sự việc như thế này, thì cái này thì mình cũng không có quy kết cho ai, để cơ quan luật pháp họ sẽ điều tra về những cái đơn này ha. Đó là cái những hành vi của họ. Một là lên trên mạng chửi bới xúc phạm cơ quan chính quyền. Hai, kích động người dân gửi hàng loạt những cái đơn thư bố láo, bịa đặt. Đó là những cái hành vi mà theo nghĩ rằng là ít nhất thì năm em lên đường. Rồi thì bữa nay thì em trình bày thông tin như vậy. Anh Lân,
À, chuẩn bị tâm lý mà cứu lấy thân mình. Chứ khó thể nào mà nói là bây giờ lo cho cái thân chưa xong nữa. Bày đặt tư vấn cho người này người kia viết đơn. Em nghe mà em buồn cười giùm á. Em không muốn cà khịa đâu, nhưng mà em thấy là rất là bố láo. Lên trên mạng còn chửi công an nữa. Cái thân mình lo chưa xong, chưa biết ngày nào bị khởi tố nữa. Còn bày đặt đi lên nói là tư vấn cho người này, tư vấn cho người kia. Ai thèm thuê ông? Nguyên cả đất nước này chưa không ai thèm thuê ông Đào Kim Lân với con bà Thanh Trần đó. Em nói thiệt luôn á. Tư vấn cho người ta đi vô tù, người ta khùng vậy sao mà thuê những người này? Ai mà được những người này tư vấn là chỉ có đi tù thôi. Nó thẳng là như vậy luôn á. Rồi thì bữa nay thì em nói hơi bị gay gắt về những nhân vật này. Thì em cũng chẳng mong các nhân vật đó bỏ qua. Các nhân vật đó mà thấy sai thì họ có thể dùng cái quyền công dân của họ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chính mình. Còn quý khán giả, em mong rằng kể cả các mạnh thường quân, ở đây là em nói rất là thật lòng, kể cả các mạnh thường quân bây giờ mà còn nghe lời của các luật sư bào chữa cho ông Vân trong cái vụ án 3-1 vừa qua, hay là những cái luật sư mới nổi như là Thanh Trần. Khổ ghê. Ở đây không chiếu ha, không chiếu rõ nha. Đây mé mé thôi, đây trẻ luật sư nè, có chính vậy không? Mé mé thôi, không mất công đưa ra nói vi phạm thông tin riêng tư nữa, mệt lắm. Đó, ngay cả luật sư Thanh Trần hay là ông Nguyễn Hồng Sơn, luật sư Sĩ thì bị bắt rồi, em không đâu bàn tới. Để các luật sư đó thì hy vọng rằng những con người mà gọi là dùng cái lý trí của mình để đánh giá vấn đề, những cái người mạnh thường quân này, em rất cảm kích nha. Ở đây thì em phải nói thật là em rất cảm kích nếu như các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từng đóng góp tiền vào cho ông Tùng Vân, mà đồng thời họ cũng đóng góp cho xã hội, họ giúp cho người nghèo, giúp cho những cái người mà cần sự giúp đỡ đó, nói chung là cần sự giúp đỡ ở Việt Nam. Em rất là trân trọng, em xin ghi nhận và xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho những cái cảnh nghèo ở Việt Nam. Nhưng mà em cũng nói rõ, nơi đây, cái nơi mà cái ngôi nhà của Tỉnh Thất Bồng Lai này nè, đây là một cái nơi gọi là lừa đảo. Lừa đảo có dấu hiệu lận luân ha. Trẻ em ở trong đây là con là cháu của Tùng Vân. Những người sinh sống ở trong hộ bà Cao Thị Cúc là những kẻ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Điển hình là trên cái bức tường này, cô chú anh chị thấy không? Để chữ Thiền A Minh Bờ Vũ Trụ, mạo danh cơ sở tôn giáo. Ngôi nhà thì quét màu sơn giống như ngôi chùa. Rồi tượng Phật thì trưng bày giống như ngôi chùa. Tùng Vân thì tự xưng là Thượng Tọa Thích Tâm Đức. Con cháu của mình thì nói là mồ côi, không phải sư thầy, chỉ là người bình thường mà lại đi tự xưng là sư cô, sư thầy, thượng tọa đó, kêu bằng thầy, bằng cô. Thì thật ra mà nói rằng là đó là những thủ đoạn mà chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Ở đây thì em chỉ muốn nói là em muốn là cảnh tỉnh các anh chị, cô chú, mạnh thường quân mà còn đóng góp vào trong đây, để cho các anh chị, cô chú, mạnh thường quân có hiểu thôi. Và em nói thẳng là em rất là cảm kích những việc làm tốt của các anh chị, cô chú, mạnh thường quân mà giúp đỡ cho người nghèo trong xã hội. Tuy nhiên thì nơi đây là một cái nơi lừa đảo, thì hy vọng rằng là những người còn mắc kẹt lại thì họ hãy dừng lại cái hành vi của mình đi. Ở đây thì em không có phải là vận động những người đó tố cáo Thiền Am bên bộ vũ trụ hay gì hết, nhưng mà tốt nhất là họ nên giữ cái nguồn tiền của họ để giúp cho những cái cảnh nghèo thực sự khác. Ở đây thì mình chỉ nói vậy thôi, còn cái việc mà họ có tố giác ông Vân về sau hay không là cái đó là trên tinh thần và ý chí của họ, em không có vận động và em cũng không xúi dục. Thì đó, thì đây là lời rất là thật gửi đến cho các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm mà còn đóng góp tiền vào trong nơi này, còn bị các luật sư Đào Kim Lân cũng như Thanh Trần, các đồng đảng của những cái người này, những cái tay chân của những người này, tụi đó là một hết. Giữa Thanh Trần và Đào Kim Lân cũng chẳng xích mích gì, tụi nói là đang diễn kịch chữ qua chữ lại để là lừa gạt khán giả thôi. Và những mạnh thường quân đang bị lừa trong cái chiến dịch gọi là đấu tố qua lại của tụi nó, thì em cũng nói thẳng là như vậy luôn. Thì bữa nay thì mình nói hơi nhiều cái chi tiết, có thể nói rằng là có thể một số cô chú anh chị không đồng tình với mình. Tuy nhiên thì em đã nói là có căn cứ, em đã nói là có căn cứ. Các anh chị em có thể, mình thì không khuyến khích vào những kênh phản động để là coi ha. Các anh chị em cứ vào cái kênh chính thống đi, ở đây là Đài An Ninh TV đi. Thì trong những cái hội nghị ấy, mặc dù là bà Tanya và bà mẹ nấm á, Nguyễn Như Quỳnh á, chửi nhau như chó mèo trên mạng, nhưng mà vô hội nghị là họ ngồi kế bên, tình nghĩa thấm thiết anh chị em với nhau. Thì tự hiểu ha, em nói vậy thôi.
còn ai đó còn chưa chịu hiểu bản thân bị lừa mà không biết là mình bị lừa, còn cúng tiền cho cái bọn gọi là ăn tạp, cái bọn gọi là phản động này á, thì đó là cái nghiệp của họ thôi. Mình chỉ nói đơn giản như vậy. Và em xin chúc sức khỏe toàn thể của quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của em. Nếu cô chú anh chị có bạn bè nào còn ngộ nhận về cái nơi tự xưng tình yêu online này thì hãy chia sẻ video của em này đang nói ngày hôm nay cho bạn bè cô chú anh chị được xem, để thấu hiểu được cái sự thật ở nơi tự xưng tình thức online nó như thế nào. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại nha.